Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu giảm. Thế nhưng không vì thế mà các địa phương lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Tại phường Hòa Thuận Đông, một trong những điểm nóng về dịch bệnh tại Hải Châu với số ca mắc hiện đứng thứ hai trên địa bàn quận, công tác xét nghiệm truy vết tiếp tục được địa phương tập trung triển khai. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hôm nay, người dân trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu bước vào đợt xét nghiệm lần thứ 5 kể từ ngày 16 tháng 8, khi thành phố thực hiện quyết định về giãn cách xã hội. Người dân tại các khu vực đều có mặt đầy đủ theo các khung giờ được tổ dân phố thông báo từ trước đó để đảm bảo công tác xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, an toàn. Hòa Thuận Đông là cái phường mà có số ca mắc COVID là đứng thứ nhì quận Hải Châu, hiện nay là 202 ca rồi. Thì trước tình hình đó thì địa phương cũng bàn rất là nhiều cái phương pháp. Hiện nay là phường có ba cái điểm nóng. Ba cái điểm nóng này là sẽ bố trí các cái lực lượng công an, quân sự, dân quân để kiểm soát chặt chẽ. Đối với những cái khu mà khu đỏ thì đóng kín lại kiểm soát tình hình. Ngoài ra thì để cho kiểm soát tình hình dịch nữa thì địa phương cũng đã cho xét nghiệm diện rộng. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 8 đến nay, thông qua công tác xét nghiệm đại diện hộ gia đình và điều tra truy vết F1 và F liên quan, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu đã phát hiện nhiều điểm nóng về dịch như K524 Hoàng Diệu, K448, K408 Trần Nữ Vương, K59 Núi Thành. Qua công tác truy vết, kiểm soát dịch, mặc dù đã thiết lập được một số vùng xanh, tuy nhiên địa phương xác định không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Lập được cái mạng Zalo để liên lạc thường xuyên. Đến qua đó thì hàng ngày thì cũng theo dõi tình hình chung, cũng như sự chỉ đạo của ủy ban phường, thông báo những tin tức với bà con. Thế hôm nay lần thứ năm thì bà con ở trong khu dân cư Tổ 1 cũng luôn luôn nghiêm nhận thực hiện. Đi đúng giờ, thực hiện cái giãn cách theo cái quy định của thành phố. Trong đợt xét nghiệm lần thứ 5 diễn ra trong 2 ngày, 31 tháng 8 và 1 tháng 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu dự kiến sẽ xét nghiệm cho tổng cộng 504.000 lượt người.